Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu và học sinh ba tốt năm học 2018-2019. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng thăm động viên cháu Nguyễn Thị Hải Yến, học sinh trường trung học cơ sở Phú Ủng, huyện Ân Thi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh. Các trường học ở huyện Phù Cử chú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Điện lực Hưng Yên diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý nhanh sự cố điện. Trên thị trường thành phố Hưng Yên, nhiều loại rau xanh tăng giá. Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 7 người bị thương. Tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF, Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến vừa tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2019, tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến được thành lập vào tháng 4 năm 2018, ngay ở mùa giải đầu tiên tham dự giải hạng nhì quốc gia 2018, câu lạc bộ đã xuất sắc giành quyền lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia 2019. Đội hình của câu lạc bộ là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ các trung tâm đào tạo bóng đá uy tín, cùng sự huấn luyện giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia nước ngoài và huấn luyện viên trong nước chất lượng. Mùa giải 2019, câu lạc bộ Phố Hiến tham dự hai giải đấu trong nước là Cúp Quốc gia và giải hạng nhất quốc gia. Mục tiêu phấn đấu nằm trong top 5 tại giải hạng nhất quốc gia. Phát biểu chỉ đạo động viên đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà câu lạc bộ đã đạt được trong mùa giải trước. Sự kiện câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến thành lập và thăng hạng ngay trong mùa giải đầu tiên là một trong 10 sự kiện kinh tế xã hội tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên năm 2018. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu câu lạc bộ phải phát triển bền vững, tạo được phong cách lối chơi có bản sắc riêng, thi đấu hết mình với tinh thần cống hiến vì người hâm mộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ có trận đấu đầu tiên trong mùa giải mới gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Cúp Quốc gia. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu, học sinh ba tốt tỉnh Hưng Yên năm học 2018-2019. Bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo được vinh danh đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh trong quá trình học tập ở trường. Nhiều thầy cô giáo được tuyên dương là đảng viên cán bộ đoàn tổng phụ trách đội, tích cực cống hiến cho công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi. Trong 15 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương có nhiều nhà giáo trẻ sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy như nhà giáo trẻ Trần Thị Thúy, giáo viên trường Trung học phổ thông Đức Hợp huyện Kim Động hay giáo viên trường Trung học cơ sở Dương Quang huyện Mỹ Hào là một trong những giáo viên trẻ tiêu biểu. Bên cạnh đó, 13 em học sinh ba tốt được tuyên dương như đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tiêu biểu như em Nguyễn Bá Thành Bắc, học sinh lớp 12 toán 1 trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Đây là những tấm gương sáng cho thầy và trò các nhà trường noi theo, tiếp tục phát huy phong trào dạy tốt, học tốt, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối qua, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thông tin về việc một nữ sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Phú Ủng, huyện Ân Thi bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng dẫn đến phải nhập viện điều trị. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên nữ học sinh tại Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã động viên nữ học sinh và gia đình yên tâm điều trị để sớm phục hồi sức khỏe và đề nghị các bác sĩ quan tâm điều trị cho bệnh nhân và yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi, Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng và Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Phù Ủng, các đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh tổ chức thăm hỏi, chia sẻ động viên nữ học sinh và gia đình nhằm ổn định tâm lý, sức khỏe và để cháu sớm trở lại trường học. Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là sự việc hết sức nghiêm trọng và đáng lên án. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Công an huyện Ân Thi và các ngành chức năng tích cực vào cuộc để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cũng liên quan đến sự việc này, sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan chức năng để khẩn trương giải quyết vụ việc.
sau khi nghe ý kiến giải trình báo cáo của đại diện nhà trường và các phòng giáo dục, nội vụ, lao động thương binh xã hội, công an huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi đã thẳng thắn phê bình phòng giáo dục huyện đã chưa sâu sát nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời. Trước mắt, yêu cầu phòng nội vụ và các phòng ban chức năng của huyện ra thông báo tạm dừng điều hành công việc 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4 đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phù Ủng, Nhữ Mạnh Phong để tập trung giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Có báo cáo giải trình trước ngày 6 tháng 4, đồng thời cho thôi làm chủ nhiệm lớp đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 9A và thay giáo viên khác có đủ năng lực để ổn định lớp học. Cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi và các ngành chức năng của huyện đã đến thăm động viên nữ học sinh bị bạo lực tại Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh. Chiều ngày 29 tháng 3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với huyện Tiên Lữ tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung K69 khóa học 2017-2019. Lớp học khai giảng từ tháng 10 năm 2017 với 71 học viên. Thông qua khóa học, các học viên đã nắm được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, nghiệp vụ công tác mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Từ đó ứng dụng hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị công tác. Đến nay, 71 học viên đều được cấp bằng tốt nghiệp đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 1 học viên đạt xuất sắc, 27 học viên đạt loại giỏi, 43 học viên đạt loại khá. Với mục tiêu giúp các em học sinh có đủ hành trang để quyết định hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, từ đó dự tuyển vào các trường đại học cao đẳng đúng với nguyện vọng và sở trường, đáp ứng thị trường lao động. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phù Cừ đã chú trọng quan tâm đến công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Theo kế hoạch giảng dạy của các nhà trường, bên cạnh việc thực hiện công tác hướng nghiệp, theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng tháng mỗi lớp học đều có một tiết sinh hoạt hướng nghiệp do giáo viên chủ nhiệm giảng dạy. Ngoài ra, các giáo viên còn tích hợp liên môn, lồng ghép nội dung hướng nghiệp trong các bài học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh nhìn ra năng lực của bản thân. Đặc biệt, hàng năm, các nhà trường đều thực hiện phối hợp với các trường đại học cao đẳng, trường nghề trong và ngoài tỉnh, tổ chức các chương trình giao lưu, tham quan thực tế về công tác đào tạo cơ sở vật chất tại các đơn vị. Đây là cơ hội để học sinh trực tiếp bày tỏ những băn khoăn, những thắc mắc của mình, từ đó lựa chọn những ngành nghề phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 715 về việc xử lý vụ việc bạo lực học đường tại trường trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi. Kính gửi các sở ngành, giáo dục đào tạo, công an tỉnh, y tế, lao động thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi. Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc một học sinh nữ bị 5 học sinh nữ cùng lớp có hành vi bạo lực tại trường trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình xử lý vụ việc nêu trên, chỉ đạo công an huyện giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật, xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan trong việc xảy ra vụ việc bạo lực học đường tại trường trung học cơ sở Phù Ủng. 2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi có biện pháp xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan trong việc xảy ra vụ việc bạo lực học đường tại trường trung học cơ sở Phù Ủng. Kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan cấp trên về việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh để phòng ngừa các hành vi bạo lực học đường, nâng cao trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp trường học. 3. Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi chỉ đạo công an huyện Ân Thi khẩn trương giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật. 4. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh quan tâm hỗ trợ, điều trị đối với em học sinh bị bạo lực. 5. Sở Lao động Thương binh Xã hội kịp thời thực hiện các biện pháp bảo trợ trẻ em theo quy định của pháp luật đối với em học sinh bị bạo lực, tổ chức thăm hỏi em học sinh bị bạo lực và gia đình bị hại.
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi tình hình, kết quả thực hiện công văn này, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo phối hợp với chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn xây và cáp điện Ngọc Khánh và Trường Đại học Xây dựng tổ chức lễ khánh thành cầu dân sinh An Thượng bắc qua sông Điện Biên thuộc khu phố An Thượng, phường An Tảo. Sự lễ khánh thành có đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố. Cầu An Thượng được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2018. Bắc qua sông Điện Biên có tổng chiều dài 31,1m, mặt cầu rộng 5m, trong đó mặt đường cầu cho xe chạy là 4,4m, lan can hai bên. Kết cấu nhịp cầu sử dụng dầm bê tông cốt thép giữ ứng lực, chiều dài nhịp là 21m. Bản mặt cầu, mố cầu và móng cọc đều được đúc bằng bê tông cốt thép. Sau thời gian thi công, đến nay công trình đã hoàn thành theo đúng thiết kế và đã qua thử tải, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Được biết, cơ bản toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng cầu gần 5 tỷ đồng đều do gia đình ông Vũ Quang Khánh, một người con quê hương, hiện đang làm tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây và cáp điện Ngọc Khánh tài trợ. Hiện nay trên diện tích trồng vải lai trứng ở xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ đang trong giai đoạn ra hoa đậu quả. Các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến đang đẩy mạnh chăm sóc, tăng tỷ lệ ra hoa và đậu quả của cây. Toàn xã Phan Xào Nam có 10 hecta trồng vải lai trứng, chủ yếu là các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến. Theo kinh nghiệm của những người trồng vải lâu năm, đây là giống vải khó tính, đòi hỏi chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi cây vải lai trứng phải áp dụng kỹ thuật chăm sóc khác nhau, nhìn cây, nhìn thời tiết để xử lý ra hoa đậu quả. Người làm vườn có thể tiến hành khoanh vỏ một hoặc nhiều lần để điều chỉnh cây ra hoa vào thời tiết khô ấm. Nếu thời tiết mưa nhiều, cần chủ động phun phòng bệnh sương mai. Cây vải lai trứng cần được tiến hành phun thuốc định kỳ với mật độ dày hơn so với vải lai u thì mới giữ được hoa và quả. Năm nay, các diện tích vải lai trứng sai hoa hơn so với năm ngoái. Nhiều diện tích đã đậu quả, khoảng 2 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Hiện nay, nhiều loại rau xanh tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên khan hiếm và tăng giá từ 40 đến 60%. Qua khảo sát tại chợ gạo, chợ Hiến Nam và chợ Phố Hiến, hiện nay số lượng rau xanh giảm hẳn, vì vậy giá bán được đẩy lên cao. Nếu nửa tháng trước khoai tây có giá 10.000 đồng 1 kg, thì nay có giá bán 15.000 đồng 1 kg, bí xanh từ 10.000 đồng tăng lên 16.000 đồng 1 kg, su hào từ 5.000 tăng lên 7.000 đồng 1 củ, rau cải từ 4.000 đồng tăng lên 6.000 đồng 1 mớ, dưa chuột từ 10.000 đồng tăng lên 15.000 đồng 1 kg. Bắp cải, cà chua từ 8.000 đồng tăng lên 10 đến 12.000 đồng 1 kg. Các loại rau gia vị có giá bán từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg. Thậm chí một số loại rau xanh đầu vụ hè như rau ngót, rau muống, rau đay khan hiếm và có giá bán cao hơn từ 50% so với các loại rau ăn lá khác. Nguyên nhân là do thời tiết giao mùa kèm các đợt không khí lạnh trong những ngày vừa qua đã khiến tốc độ sinh trưởng của rau màu bị ảnh hưởng, nhất là các loại rau ăn lá thu hoạch muộn hơn so với bình thường từ 10 đến 15 ngày. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh tả lợn châu Phi thông qua các hoạt động vận chuyển buôn bán tiêu thụ lợn và sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc xâm nhiễm vào địa bàn, vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm đã kiểm tra 7 cơ sở giết mổ lợn và các chợ trên địa bàn huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giết mổ, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh, dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, quy trình giết mổ an toàn, quy trình tiêu độc khử trùng. Thông qua kiểm tra, các ngành chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định điều kiện kinh doanh cho các chủ cơ sở và cá nhân chấp hành đúng các quy trình trong việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh giết mổ lợn ký cam kết khi phát hiện lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh phải báo ngay cho cán bộ thú y, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, không bán chạy giết mổ, buôn bán tiêu thụ lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh và vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường. Nhằm nâng cao khả năng xử lý nhanh các sự cố phát sinh trong mùa mưa bão, trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 vừa qua, 6 đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn an toàn và xử lý nhanh sự cố điện.
Các cuộc diễn tập của 6 điện lực là Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Văn Giang, Khoái Châu và Mỹ Hào đã thu hút 200 cán bộ và công nhân ngành điện tham gia. Nội dung diễn tập chủ yếu là diễn tập xử lý nhanh, sự cố cột điện đổ, đường dây đứt do mưa bão gây ra. Thực hành sơ cấp cứu người bị tai nạn do điện giật, diễn tập xử lý nhanh mất điện cục bộ trong khi yêu cầu về thời gian cấp điện trở lại là có hạn, v.v. Được biết trong tuần tới, 3 đơn vị còn lại là Điện lực thành phố Hưng Yên, Phú Tiên và Văn Lâm sẽ triển khai diễn tập các nội dung theo kế hoạch. Sáng nay tại nhà thiếu nhi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức vòng chung kết giải bóng đá hội khỏe phù đồng học sinh tiểu học Hưng Yên năm 2019. Tham dự giải có 12 đội bóng với 144 cầu thủ đến từ 10 đơn vị phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố và 2 trường phổ thông nhiều cấp học là trường Đoàn Thị Điểm, Greenfield và trường Edison. Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu theo luật bóng đá Futsal. Trải qua 19 trận đấu, các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn, chung cuộc, đội bóng thành phố Hưng Yên đã giành chức vô địch, ngôi vị Á quân thuộc về đội bóng huyện Khoái Châu, đồng giải 3 là đội bóng huyện Văn Giang và Ân Thi. Đồng thời, ban tổ chức đã trao giải phong cách cho đội bóng huyện Yên Mỹ. Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Dương Quốc Huy, huyện Văn Lâm. Cầu thủ xuất sắc nhất là Lê Tuấn Anh, thành phố Hưng Yên. Và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Đỗ Hoàng Long, huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 3 năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và làm bị thương 7 người. So với tháng 2 năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết không giảm, số người bị thương tăng 1 người. Trong đó có xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, đường sắt làm chết 1 người. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong tháng 3 năm 2019 vẫn là do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện, đó là không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt xe ra quy định. Tai nạn giao thông xảy ra tại các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi và huyện Văn Giang. Trước diễn biến phức tạp về tai nạn giao thông, cùng với đó là ý thức của người tham gia giao thông vẫn còn vi phạm khi tham gia giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra. Thời gian vừa qua tại khu vực ngã tư Dân Tiến, nút giao giữa quốc lộ 39 với đường 379 và đường dẫn vào trung tâm huyện Khoái Châu, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu là do người tham gia cố tình vượt đèn đỏ. Để khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông ở ngã tư Dân Tiến, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm khắc phục, trong đó có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, việc chấp hành đèn tín hiệu ở một số người tham gia giao thông vẫn còn rất kém. Nhiều trường hợp, mặc dù đèn đã chuyển màu đỏ, nhưng vẫn cố tình điều khiển xe vượt qua. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông tại đây trong thời gian qua. Chỉ trong vòng 20 phút, chúng tôi đã ghi hình được 10 trường hợp vi phạm. Không chỉ xe mô tô vi phạm, mà cả các xe ô tô cũng vi phạm. Trước tình trạng trên, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Thời gian gần đây, tình trạng xe tải chở đất cát chạy trên các tuyến đường giao thông không che chắn cẩn thận, làm rơi xuống đường diễn ra khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo quan sát, tình trạng trên thường xuyên xảy ra trên một số tuyến đường như quốc lộ 38, đường tỉnh 386, 376, 385. Các phương tiện chở vật liệu xây dựng nhưng không che phủ bạt cẩn thận để đất đá rơi vãi xuống đường đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nhiều nơi đất đá rơi vãi kéo dài cả trăm mét và dày đặc, không được thu dọn kịp thời đã gây nguy hiểm cho những hộ dân sinh sống hai bên đường cùng các phương tiện tham gia giao thông. Nhà ở mé đường thì thấy nó trướng mắt thì thu dọn. Sợ nhất nhất là tai nạn các cháu đi rồi xe máy. Chỗ này thực sự là tai nạn rất nhiều. Thời gian qua, lực lượng thanh tra giao thông đã phối hợp với cảnh sát giao thông tỉnh và các huyện thành phố thường xuyên tuần tra,
kiểm tra tải trọng xe chở đá, cát trên các tuyến đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp và lái xe vi phạm. Còn nhiều phương tiện không che chắn phủ bạt kỹ để đất đá rơi vãi gây mất an toàn giao thông. Đối với phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở vật liệu rời, dễ rơi vãi, chúng tôi thường xuyên tăng cường lực lượng xử lý, kiểm tra xử lý để đảm bảo cái môi trường, vệ sinh môi trường. Đó cũng là một cái yếu tố mà rất là nguy hiểm và cũng là yếu tố dẫn đến nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp chở vật liệu rời mà không có bạt che phủ cũng như là có bạt nhưng vẫn để rơi vãi theo quy định của Nghị định 46. Xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận làm rơi vãi xuống đường gây thương tích rất cao nếu các phương tiện không chú ý quan sát. Để khắc phục triệt để tình trạng này, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng chức năng trong việc xử lý những trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, môi trường trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến đường cho khu dân cư. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.